Được đưa vào hoạt động từ giữa năm 2016, hơn 7 năm qua, bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thường xuyên được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hàng trăm lượt y bác sĩ từ các bệnh viện có uy tín ở đất liền đã có mặt ở hòn đảo xanh này để chăm sóc sức khỏe cho quân và dân nơi đây. Niềm tin của bệnh nhân khi đến với bệnh xá bởi ở đó có những người thầy thuốc áo trắng tận tâm, trách nhiệm và hết lòng phục vụ người bệnh. Tháng 10 vừa qua, bệnh xá đảo Song Tử Tây tiếp nhận và cấp cứu ngư dân tỉnh Quảng Ngãi là anh Nguyễn Văn Hậu bị giảm áp sau khi lặn sâu khai thác hải sản trên biển. Sau thời gian điều trị giảm áp, các triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân được cải thiện. Anh Hậu có thể tự di chuyển và phục hồi sức khỏe. Nói chung mà đầu tiên là đảo áp tinh thần nó cũng ơn người đã tỉnh, ơn người không tỉnh mới vậy. Sang giống cỡ ba ngà lần lần rồi nó bị lần lần mới đỡ. Thì giờ bây giờ đỡ được 50% rồi. Nói chung bác sĩ nói là ở đây không được mẫu. Giảm áp là tình trạng thường gặp của các bệnh nhân là ngư dân khi đến bệnh xá. Vì thế, hệ thống máy móc trong buồng giảm áp luôn được các bác sĩ duy trì ở tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Đồng thời có kế hoạch để chủ động được nguồn oxy để sẵn sàng đáp ứng việc cấp cứu và điều trị. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh xá cũng đã nắm sâu các mặt bệnh phổ biến đặc thù biển đảo để có phương pháp điều trị tích cực và hiệu quả. Thông thường thì bệnh nhân đến đây thì những bệnh nhân rất là nặng, hay là mức độ bệnh và các cái đặc điểm bệnh thì rất là phức tạp và nó cũng rất là đặc thù ở biển đảo. Tuy nhiên thì ra công tác ở đây thì cũng bệnh viện cũng lựa chọn những đồng chí cũng có tay nghề, cũng khá cứng ở tất cả các khoa thì ra để cấp cứu điều trị cho ngư dân. Thế thì cũng vận dụng tất cả những kiến thức, kỹ năng phẫu thuật rồi điều trị. Chăm sóc từ bữa ăn đến giấc cứu rồi cái quan tâm đến sức khỏe, kiểm tra liên tục. Bây giờ bệnh nhân nó ít chứ, nên nó bác sĩ tận tình luôn. Xong cho bình phục đi làm thôi. Mỗi bệnh nhân mạnh khỏe, mỗi ngư dân có thể trở lại tàu tiếp tục vươn khơi bám biển khi rời bệnh xá chính là niềm vui lớn nhất của tập thể y bác sĩ tại bệnh xá Song Tử Tây cũng như các bệnh xá khác trên quần đảo Trường Sa. Kết quả điều trị đó cho thấy chất lượng điều trị y tế biển đảo, trong đó có tuyến quần đảo Trường Sa ngày càng được nâng cao. Về những năm qua thì hệ thống bệnh viện của quân đội đã thực hiện tốt chức năng về chăm sóc sức khỏe quân và nhân dân trên tuyến biển đảo. Đấy, ngoài cái lực lượng của hải quân, cảnh sát biển và biên phòng, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tăng cường các bệnh viện trung ương như bệnh viện 175, bệnh 18, bệnh viện 03, rồi là các quân khu tăng cường về nhân lực, về vật lực cho các tuyến đảo. Giữa biển đảo mênh mông, người bệnh nào cũng đặt trọn niềm tin, thậm chí cả tính mạng của mình vào các thầy thuốc áo trắng. Sự tận tâm với người bệnh không chỉ bởi thái độ chăm sóc, phục vụ mà còn bởi tinh thần tự học, tự rèn của các bác sĩ quân y để tự tin xử lý các ca bệnh phức tạp.